Rất vui được gặp lại các em để cùng tiếp tục tìm hiểu truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi. Ở tiết học trước, các em đã tìm hiểu chung về tác giả tác phẩm. Các em cũng đã tìm hiểu về nghệ thuật trần thuật đặc sắc của tác phẩm. Ở tiết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hình tượng nhân vật Việt và Chiến. Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu về lai lịch của nhân vật. Việt và Chiến được sinh ra trong một gia đình nông dân Nam Bộ giàu truyền thống và chịu nhiều đau thương mất mát. Truyền thống của gia đình Việt và Chiến đó là truyền thống văn hóa, cách mạng vẻ vang. Tất cả những người trong gia đình Việt đều tham gia kháng chiến, đều góp phần vào công cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Bộ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những chiến công được chú Năm ghi vào cuốn sổ gia đình. Ông nội của Việt đi thả lưới mò được 2 cây súng trường. Thằng Hai, con chú Năm, trên đường về phép đã xông vào bốt giặc và cướp được 5 cây súng. Việt và Chiến ngay từ nhỏ đã theo du kích đánh tàu Mỹ trên sông Định Thủy và cùng giết được một tên lính Mỹ. Những cái truyền thống này đã được chú Năm ghi lại bằng những nét chữ lòng còng, nguệt ngoạc với những lời văn rất mộc mạc, rất bình dân, nhưng nó thấm đẫm cái niềm tự hào của chú về truyền thống của gia đình. Chú Năm, tác giả của cuốn sổ gia đình, luôn có ý thức giữ gìn truyền thống cách mạng vẻ vang ấy cho con cháu. Chú hay kể về sự tích gia đình. Cuối câu chuyện, bao giờ chú cũng hò lên mấy câu. Trong câu hò của chú có hình ảnh của con người và sông nước quê hương với tấm áo vá quàng, con sông dài cả lội, người nghĩa quân Trương Định, ngọn đèn biển Gò Công. Không chỉ sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng vẻ vang, mà Việt và Chiến còn được sinh ra trong một gia đình có lối sống, tình nghĩa, thủy chung son sắt với gia đình, với quê hương. Tất cả những người trong gia đình Việt đều yêu thương, gắn bó với nhau trong tình cảm ruột rà thân thiết. Khi ba má Việt mất, chú Năm trở thành chỗ dựa cho Việt và Chiến. Chú nhận nuôi út em để chị em Việt và Chiến yên tâm lên đường tòng quân để trả thù cho ba má. Cái tình cảm gia đình này nó còn thể hiện rõ ở cái nhân vật chị Hai, là một người chị nuôi được ba má Việt nhận nuôi khi ba mẹ của chị bị giặc giết chết. Tuy chị sống với gia đình có mấy năm, nhưng cái người chị Hai đi lấy chồng xa này, mỗi năm 2-3 lần chị lại vượt cánh đồng mấy chục cây số, vượt qua bao nhiêu bốt đồn của giặc để về thăm má thăm em. Trừ mất công tác thì thôi, còn lại trời sập chị cũng đi. Có bữa chị về dầm mưa trắng hết mặt mũi, ở với em chơi được một buổi chiều, ăn được một bữa cơm, ngủ với má một bữa, rồi hừng đông lại tất tả đi sớm. Không chỉ sinh ra trong một gia đình có truyền thống văn hóa, cách mạng vẻ vang, Việt và Chiến còn sinh ra trong một gia đình đau thương, mất mát chất chồng. Trong tác phẩm Rừng Sà Nu của Nguyễn Trung Thành, hàng vạn cây sà nu không có cây nào không bị thương, tượng trưng cho những đau thương mà dân làng Xô Mang nói riêng, người dân Tây Nguyên nói chung phải chịu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, thì những đau thương trong gia đình Việt cũng chất cao như núi. Ông nội của Việt bị lính tổng phòng bắn vào giữa bụng, ba Việt bị thằng Tây chặt đầu, má Việt bị trái cà nông của giặc giết chết khi đi đấu tranh ở mỏ Cày Về, thím Năm, vợ của chú Năm đã bị giặc bắn bể xuồng khi đi sọc lá chuối. Để tô đậm những đau thương, mất mát của gia đình Việt, Nguyễn Thi đã đưa vào những chi tiết hiện thực rất dữ dội. Ví dụ như chi tiết má Việt dẫn đàn con thơ nheo nhóc, cắp rổ đi đòi đầu ba Việt. Tội ác của kẻ thù gây ra không chỉ để lại những vết thương trên thân thể, mà còn lặn sâu vào tâm hồn những người con trong gia đình. Đối với má Việt, cái chết tức tưởi của ba Việt đã để lại một nỗi đau không thể xóa nhòa. Người mẹ gan góc, dũng cảm ấy đã gồng mình nén chịu nỗi đau để làm chỗ dựa cho đàn con thơ. Để rồi nhiều năm về sau, khi Việt và Chiến đã ngủ cả, trên nhà chỉ có tiếng chuột chạy trên mái nhà và tiếng chó sủa xóm, thì nước mắt của má Việt lại lặng lẽ rơi. Từng người trong gia đình Việt đã ngã xuống, người ta nói rằng cộng những năm tháng để tang của gia đình cũng bằng tuổi đời của những đứa con. Nhưng những nỗi đau ấy
không phải là của riêng ai. Những đau thương tan tóc của gia đình Việt cũng là của biết bao nhiêu gia đình Nam Bộ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhưng như cây rừng xà nu, cây này ngã đã có cây khác đứng lên thay thế. Những đau thương mất mát và truyền thống vẻ vang ấy đã làm thành sức mạnh để thôi thúc những đứa con trong gia đình là Việt và Chiến cầm súng chiến đấu và chiến thắng. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu hình tượng nhân vật Việt. Với cái lối trần thuật theo dòng hồi tưởng, qua những cái hồi tưởng đứt nối miên man của Việt ở chiến trường, khi Việt nhớ về đồng đội, nhớ về những người thân yêu trong gia đình, chân dung của nhân vật Việt cũng được hiển lên đậm nét với những nét tính cách, phẩm chất rất đáng quý. Đọc truyện ngắn Những đứa con trong gia đình, khi cảm nhận về nhân vật Việt, hẳn rằng các em sẽ rất ấn tượng với cái vẻ hồn nhiên trẻ con đó của Việt. Cái vẻ hồn nhiên này được thể hiện trong cuộc sống ngày thường là Việt hay tranh giành với chị Chiến. Đi đánh giặc, Việt còn mang theo chiếc ná cao su như những ngày thơ hay đi bắn chim. Việt còn rất là sợ ma, đặc biệt là Việt giấu chị Chiến như giấu của riêng. Trong truyện, nhân vật Việt được khắc họa là một chàng trai mới lớn, có nụ cười, lõng lẽn rất dễ thương, đặc biệt gò má của Việt căng như trái vú sữa. Với cái tính cách hồn nhiên trẻ con, lại là một cái cậu nhỏ tuổi nhất trong đơn vị, cho nên các anh em rất là thương Việt. Nhưng khi các anh em hỏi về gia đình, thì Việt chỉ nói rằng ba má đã bị giặc Tây giết chết. Việt có một người chị gái là chị Hai đã đi lấy chồng xa, còn thằng Út em mới 10 tuổi thì ở với chú Năm. Tuyệt đối Việt không nhắc gì đến chị Chiến cả. Cho đến một chiều, các anh em trong đơn vị nhận được một lá thư đề tên Quyết Chiến ở Bến Tre gửi Nguyễn Văn Việt ở đơn vị X. Lúc đó, các anh em mới té ra là Việt còn có một người chị gái nữa. Các em thân mến, không biết bao nhiêu lần đọc tác phẩm Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi, cô cứ phải đọc đi, đọc lại đoạn văn ghi lại cuộc đối thoại giữa Việt và Chiến trong đêm đi tổng quân. Tính cách hồn nhiên, trẻ con của nhân vật Việt được thể hiện đậm nét trong cái đoạn văn đó. Càng đọc đoạn văn này, ta càng chịu cái tài của Nguyễn Thi trong việc sử dụng ngôn ngữ Nam Bộ, trong việc khắc họa tính cách nhân vật. Chỉ qua một đoạn văn mà cái hình ảnh của một cậu Việt hồn nhiên, vô tư, lộc ngọc, vô lo, vô nghĩ hiện lên rất sống động. Trong khi chị Chiến dặn dò những việc hệ trọng, chú Nam nói tao với mày, đi kỳ này là xa chân trời mặt biển, xa nhà thì ráng học chúng học bạn, thù cha mẹ chưa trả mà bỏ về là chú chặt đầu. Nhưng việc nghe như vậy chỉ lăn kềnh ra bán, cười khì khì, chỉ có bị chặt đầu thì chặt, chứ chừng nào mà tôi mới bị. Rồi trong khi chị Chiến bàn việc của gia đình, nhưng Việt chỉ nghe một cách lơ đễnh vì đang rình chụp bắt một con đom đóm úp trong lòng bàn tay. Nét tính cách hồn nhiên, vô lo, vô nghĩ còn thể hiện ở Việt. Việt phó thác hết tất cả mọi việc trong nhà cho chị Chiến. Tôi nói chị tính sao thì tính mà. Hồi đó mới dặn chị làm sao, chị cứ làm y như vậy, tôi chịu hết. Thậm chí Việt còn thắc mắc một câu hỏi rất là ngây thơ, đó là: ủa, hồi đó mới dặn chị vậy hả? Làm cho chị Chiến phải phát cấu lên. Má dặn tao hồi nào, má có biết má chết đâu mà dặn. Sau đó, trong khi chị Chiến lo nghĩ đến không ngủ được, còn Việt thì ngủ quên lúc nào không biết. Không chỉ gây ấn tượng với người đọc bởi cái vẻ hồn nhiên, vô tư, trẻ con, Việt còn khiến cho người ta yêu mến bởi cái phẩm chất gan góc, dũng cảm. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng vẻ vang, Việt đã thừa hưởng cái phẩm chất gan góc, dũng cảm từ cái người mẹ của mình. Cho nên từ nhỏ, Việt đã theo má đi đòi đầu ba, đã bắn giặc Mỹ trên sông Định Thủy. Lớn lên, với mối thù sâu nặng, Việt quyết tâm lên đường đi bộ đội để trả thù cho ba má. Mặc dù chưa đủ 18 tuổi, nhưng Việt vẫn xung phong lên đường đi giết giặc. Và các em thấy như trong sách giáo khoa, trong đêm ghi danh lên đường tòng quân thì Việt là cái người đầu tiên chạy lên để ghi danh. Tôi là Việt, anh cho tôi đi bộ đội với.
trong chiến đấu. Tinh thần gan góc, dũng cảm của Việt được thể hiện rất rõ trong trận đánh mà Việt bị thương. Đó là một cái trận đánh rất gay go, quyết liệt, một trận đỏ lê sóng mái giữa quân ta và kẻ thù. Một mình Việt, chàng chiến sĩ chưa đầy 18 tuổi ấy, chưa quen với trận mạc, vậy mà vẫn lăn xả vào quân địch. Một mình Việt đã giết được 6 tên lính Mỹ. Không những vậy, Việt còn hạ được một xe bọc thép trong khi Việt đang bị thương với một trái thủ pháo cuối cùng. Bị thương, nằm lại tại chiến trường, thân hình bất động, đói, khát, mắt Việt không nhìn thấy, 10 ngón tay, chỉ còn một ngón cái là nhúc nhích, và cây ngón cái ấy luôn đặt ở cò súng. Việt chưa bao giờ rời bán súng. Việt vẫn giữ vững tư thế chiến đấu, nó thể hiện rõ trong lời độc thoại nội tâm của nhân vật Việt. Tao sẽ chờ mày, trên trời có mày, dưới đất có mày, cả khu rừng này còn mỗi mình tao. Mày có bắn tao thì tao cũng bắn được mày. Mày chỉ giỏi giết gia đình tao, còn đối với tao, mày là thằng chạy. Và trong đoạn trích cũng có một chi tiết thể hiện sự gan góc, dũng cảm, tinh thần, ý chí quyết chiến, quyết thắng của Việt. Đó là khi nghe tiếng súng trường nổ lên, Việt bò về phía tiếng súng, trong khi trước đó Việt đã hoàn toàn bất động. Việt bò về phía trước một đoạn, cây súng đi trước, hai cùi tay lôi người theo sau. Việt cũng không biết rằng mình đang bò đi nữa. Chính trận đánh đang gọi Việt đến. Có lẽ dòng máu anh hùng, tinh thần căm thù giặc, lòng yêu nước đó chảy trong con người Việt đã tạo nên một cái sức mạnh vô bờ, khiến cho thân hình của Việt đã phải chuyển về phía trước. Các em thân mến, tinh thần chiến đấu bất khuất, kiên cường của Việt đã gợi chúng ta nhớ lại cái không khí của thời đại Hồ Chí Minh, khi toàn dân sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dạy tương lai. Đó là tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của biết bao nhiêu người lính Việt Nam đã dạy nên những trang sử oai hùng của dân tộc. Trong tác phẩm Ngày Văn Học Lên Ngôi của tác giả Đỗ Minh Tuấn, ông cho rằng nếu như người Mỹ đã tạo nên một huyền thoại về sức mạnh quân sự, người Nhật đã tạo nên một huyền thoại kinh tế, thì người Việt Nam có quyền tự hào với bạn bè thế giới vì đã tạo nên huyền thoại chống xâm lược khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Việt là một chàng trai mới lớn, còn rất hồn nhiên, ngây thơ, nhưng điều đó không ngăn Việt trở nên một người anh hùng. Qua nhân vật Việt, phải chăng Nguyễn Thi muốn nói với chúng ta một điều? Anh hùng là do thời đại sinh ra, nhưng truyền thống của gia đình cũng góp phần quyết định. Là khúc sông sâu, trong dòng sông truyền thống của gia đình, Việt đã kế thừa và phát huy những truyền thống cao đẹp của gia đình. So với thế hệ đi trước, Việt là khúc sông sâu và chảy đi xa hơn. Việt chảy đi xa hơn không phải bởi vì Việt lập được nhiều chiến công hơn, mà vì so với thế hệ cha chú đi trước, đánh giặc nhưng vẫn còn lo tránh giặc. Còn Việt, ngay cả khi trơ trọi, mình đầy thương tích, Việt vẫn là người đi tìm giặc mà đánh. Nhân vật Việt ghi dấu ấn sâu đậm với người đọc, không chỉ bởi cái tính trẻ con, hồn nhiên, cái tinh thần dũng cảm, gan góc, mà còn bởi vì Việt là một chàng trai rất giàu tình cảm, thể hiện trong tình cảm của Việt đối với gia đình, với quê hương, với đồng đội. Việt thương chú Năm bởi vì chú Năm là người thân gần nhất, lớn nhất của gia đình còn lại. Chú Năm là người hay bênh vực Việt. Trong hành trang chiến đấu của Việt, ngoài cái chiếc võng, bộ quân phục và chiếc ná cao su, Việt còn mang theo cả câu hò của chú Năm. Câu hò nổi lên giữa ban ngày, bắt đầu cất lên như một hiệu lệnh dưới ánh nắng chói chang, rồi kéo dài, từng tiếng một vỡ ra, nhắn nhủ tha thiết, cuối cùng ngắt lại như một lời thề dữ dội. Câu hò đó của chú là cái truyền thống của gia đình thôi thúc Việt cầm súng và chiến đấu. Không chỉ thương chú Năm, Việt còn rất thương má. Trong giây phút đối mặt với sinh tử, Việt nhớ nhiều nhất, lâu nhất là về má Tư Năng. Việt nhớ đến đôi mắt của má luôn mở to, đầy suy nghĩ. Đôi mắt của người sắc ánh lên trước họng súng của kẻ thù. Đôi mắt của người đã từng vượt biển, vượt sông.
nhớ đến má vì còn nhớ cả cái đôi bắp chân tròn vo luôn dính sình đất mà má lội hết đồng này đến bưng khác để mưu sinh nuôi đàn con nhỏ. Việc còn nhớ đến cả cái tấm lưng áo bà ba đẫm mồ hôi đã đen lại không còn thấy bạc của má. Và trong cái giây phút đó, việc ước gì má còn sống, má sẽ xoa đầu mình như những ngày thơ bé. Trong cái khoảnh khắc, trong cái đêm tòng quân trước ngày ra trận, việc nhớ đến má cho nên từng cử chỉ, từng lời nói của chị Chiến đều khiến cho việc ngỡ rằng má cũng đã về đâu đây, má đã biến theo ánh đốm đốm trên nóc nhà hay đang ngồi giữa vào máy thúng lúa mà cầm nón quạt. Thương má vì cũng thương chị Chiến, người chị đã trở thành chỗ dựa khi ba má qua đời. Việc thương chị Chiến cho nên việc giấu chị như giấu của riêng, tình cảm có phần trẻ con, ngây thơ, có phần ích kỷ này lại thể hiện rõ tình cảm chân thành của việc dành cho chị Chiến. Tình thương của chị lần đầu tiên được gọi lên trong việc là trong một khoảnh khắc thiêng liêng, đó là lúc hai chị em khiêng bàn thờ má sang gửi nhà chú Năm. Trong giây phút đó, nghe tiếng chân của chị bịch bịch ở phía sau, lần đầu tiên việc thấy thương chị đến lạ. Không chỉ gắn bó với những người thân trong gia đình, việc còn rất yêu quê hương và gắn bó với đồng đội. Xa quê hương, nằm lại chiến trường, việc nhớ như in từng cái kỷ niệm, từng hồi ức tuổi thơ. Nào là con đường mà má hay đi, còn thoảng mùi hoa cam. Nào là tiếng ếch kêu dậy lên trong những đêm mưa ngoài Vàm Sông. Nào là những bữa trưa hè mát mẻ, việc đi bắn chim trong vườn. Việc còn nhớ đến đồng đội của mình, anh Tánh, anh Công, những người mà việc gắn bó như một gia đình ruột thịt. Khi nằm lại tại chiến trường, việc đã tự nhủ, chết là gì? Việc không biết, nhưng nếu chết mà việc không được đi bộ đội, không được sống cùng anh Tánh thì buồn lắm. Chính cái tình cảm dành cho gia đình, dành cho quê hương, cho đồng đội đã trở thành một cái nguồn sức mạnh giúp cho việc vượt qua cái chết để có thể trở về. Với lối trần thuật theo dòng ý thức, Nguyễn Thi đã đặt việc trong cái tình thế đối mặt với cái chết, đối mặt với chính mình, nghĩ nhiều nhất, lâu nhất về gia đình. Nguyễn Thi muốn nói một điều, gia đình đó là cái phần thấm sâu nhất trong con người ấy và truyền thống gia đình thật sự rất thiêng liêng. Qua phần phân tích, chúng ta có thể rút ra những nét chính về nhân vật Việt, đó là một chiến sĩ giải phóng quân có ý thức cách mạng và ý chí chiến đấu bất khuất kiên cường. Việt là một cậu con trai mới lớn, tính tình còn nhiều nét trẻ con. Việt là một người con yêu thương, gắn bó với gia đình, với quê hương, đồng đội. Việt tiêu biểu cho những người con trong gia đình nông dân Nam Bộ. Vì ở Việt là sự hòa quyện giữa tình cảm gia đình và lòng yêu nước, là nơi hội tụ và tỏa sáng chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Hiện lên qua dòng hồi tưởng của nhân vật Việt, nhân Chiến vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc. Ở chị Chiến, đó là một người con gái mới lớn, vừa có nét hồn nhiên, vô tư, lại vừa đảm đang, tháo vát. Chiến có cái vóc dáng rất giống mẹ ở cái thân hình to và chắc nịch, đôi bắp tay tròn vo, sạm đỏ màu nắng cháy. Đó không phải là vẻ đẹp của người phụ nữ thanh tú, mình hạt vóc liễu mà các em thường thấy trong văn học trung đại, mà đó là cái vẻ đẹp khỏe khoắn, mạnh mẽ của người con gái Nam Bộ, vẻ đẹp của những cô người sinh ra để chống chọi, để chiến đấu và chiến thắng. Chiến còn có những lời nói, cử chỉ rất là mạnh mẽ, dứt khoát. Trong đêm đi tòng quân, không dưới 3 lần, vì cảm thấy chị Chiến nói in như má, vẫn cái giọng rành rọt, tiếng nào ra tiếng ấy, vẫn nằm với thằng út em trong giường mà nói với ra. Chiến còn rất giống mẹ ở cái sự đảm đang, tháo vát. Trong đêm đi tòng quân, trong một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng Chiến đã thu xếp việc nhà một cách chu toàn. Nào là đồ đạc trong nhà, út em và bàn thờ thì gửi sang nhà chú Năm, 5 công ruộng thì gửi lại cho chi bộ, còn 2 công mía thì để chú Năm thu hoạch để làm dỗ cho ba má. Thậm chí, Chiến không quên viết thư cho người chị hai đã đi lấy chồng xa.
sự chính cái sự lo toan chu đáo từ việc nhỏ đến việc lớn, từ việc cụ thể đến cái việc thiêng liêng như là đưa bàn thờ má sang nhà chú Năm. Chúng ta thấy sự kế thừa phẩm chất đảm đang, tháo vát ở người mẹ của Chiến. Có thể nói đó không chỉ là huyết thống mà là truyền thống đang chảy trong những đứa con và được thể hiện rõ nhất trong đêm trước ngày đi tòng quân. Vì là một người con gái mới lớn cho nên ở Chiến còn rơi rớt lại cái nét tính cách trẻ con rất dễ thương, đó là Chiến còn hay tranh giành với Việt, mặc dù sau đó ý thức mình là chị cho nên cuối cùng Chiến đã nhường cho Việt đi chiến đấu. Nếu trong hành trang của Việt là chiếc ná cao su thì hành trang của chị Chiến còn mang theo cả cái chiếc gương soi, bởi vì chị là một người con gái mới lớn, rất thích làm duyên. Cái tính cách trẻ con này của nhân vật làm cho nhân vật Chiến trở nên đáng yêu. Nó làm ta nhớ tới những cô gái thanh niên xung phong trong truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của nhà văn Lê Minh Khuê mà các em đã học trong chương trình ngữ văn lớp 9. Ở Chiến, chúng ta còn thấy một phẩm chất tốt đẹp mà đó chính là sự kế thừa truyền thống của gia đình. Đó chính là Chiến giàu lòng yêu thương, gắn bó với gia đình. Chiến thương má, thương ba, thương chú Năm, thương em và luôn luôn có ý thức nhường cho Việt, mặc dù Chiến chỉ hơn Việt đúng có một tuổi. Chỉ duy nhất một việc Chiến không nhường em, đó là việc tranh nhau đi đánh giặc. Cái việc tranh nhau đi đánh giặc nó cũng thể hiện cái tình thương của Chiến đối với Việt, cái ý thức muốn bao bọc em của một người chị, bởi vì Chiến hiểu rằng chiến tranh không phải là trò đùa, chiến tranh gắn với máu chảy, đầu rơi. Chiến đã nhận cái phần nguy hiểm, cái phần khó khăn đó về mình để cho Việt, cái cậu em chưa tròn 18 tuổi đó, được sống những ngày tháng bình yên. Đọc tác phẩm Những đứa con trong gia đình, nghĩ về nhân vật Chiến, hẳn rằng các em không thể quên được câu nói của chị Chiến trước khi lên đường. Đã làm thân con gái ra đi thì tao chỉ có một câu, nếu giặc còn thì tao mất. Các em thân mến, các em đã nghe nhiều về chí làm trai trong văn học. Chí làm trai Nam Bắc Đông Tây, cho phỉ sức vĩ vùng trong bốn bể của Nguyễn Công Trứ, hay là chí làm trai của nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu trong buổi xuất dương Lưu Biệt. Làm trai phải lạ ở trên đời, há để càng khôn tự chuyển dời. Vậy mà lần đầu tiên ta mới nghe nói đến cái chí làm gái của một người con gái Nam Bộ. Câu nói của chị Chiến sắc gọn, mạnh mẽ như một lời thề. Nếu giặc còn, tao mất. Câu nói của chị Chiến gợi ta nhớ tới câu nói của chị Út Tịch trong tác phẩm Người mẹ cầm súng của nhà văn Nguyễn Thi. Còn cái lai quần cũng đánh. Câu nói đó đã làm toát lên cái khí phách của người phụ nữ Nam Bộ. Nó gợi lại cái không khí mà cả nước cùng chung một lời thề. Ra đi chỉ một lời thề, chưa giết hết giặc, chưa về quê hương. Như vậy, xây dựng nhân vật Chiến, nhà văn Nguyễn Thi đã chú ý tô đậm sự kế thừa những đặc điểm về thể chất và tinh thần ở người mẹ của Chiến. Người mẹ đã mất nhưng vẫn sống mãi trong những đứa con, vẫn soi đường chỉ lối cho con trong cuộc sống và chiến đấu. Tuy vậy, nhân vật Chiến vẫn có những cái nét rất trẻ con, rất hồn nhiên, nữ tính. Điều đó đã chứng tỏ tài năng khắc họa nhân vật của Nguyễn Thi, nhân vật vừa mang tính cách điển hình, vừa có cá tính sinh động. Chiến là đại diện cho vẻ đẹp của thế hệ thanh niên miền Nam thời chống Mỹ cứu nước. Các em thân mến, cô đã giúp các em tìm hiểu hình tượng nhân vật Việt và Chiến. Trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình, nhân vật chú Năm có nói, chuyện gia đình ta cũng dài như sông, để rồi chú sẽ chia cho mỗi người một khúc mà ghi vào đó, trăm sông đổ về một biển. Con sông của gia đình ta cũng đổ về biển lớn, mà biển thì rộng lắm. Như vậy, nếu ví truyền thống gia đình là một dòng sông, thì ba má chú Năm là thế hệ đi trước, là khúc sông trước, còn Việt và Chiến là khúc sông sau. Được hấp thụ truyền thống của gia đình, nên ở Việt và Chiến, hai khúc sông sau này lại chảy đi xa hơn.
Việt và Chiến đã sống và chiến đấu như những con người anh hùng của một thời đại anh hùng. Họ đã nối tiếp và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, đưa truyền thống ấy hòa vào với biển lớn. Chiến và Việt là hai khúc sông vươn xa nhất trong dòng sông truyền thống của gia đình, là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của tuổi trẻ miền Nam thời chống Mỹ cứu nước. Như vậy, trong tiết học này, cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu hình tượng nhân vật Việt và Chiến. Về nhà, các em có thể tìm ra những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật. Chúng ta chuyển sang phần ba lớn, tổng kết về những giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Về giá trị nội dung, truyện kể về những người con trong một gia đình nông dân Nam Bộ có truyền thống yêu nước, căm thù giặc, thủy chung son sắt với quê hương, cách mạng. Chính sự gắn bó sâu nặng giữa tình cảm gia đình với tình yêu nước, giữa truyền thống gia đình với truyền thống dân tộc đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Về phương diện nghệ thuật, truyện Những đứa con trong gia đình có những nét đặc sắc về nghệ thuật như sau. Nghệ thuật trần thuật, hấp dẫn, khắc họa tính cách và miêu tả tâm lý nhân vật hết sức sắc sảo. Thứ ba là ngôn ngữ phong phú, góc cạnh, đậm sắc thái Nam Bộ. Màu sắc Nam Bộ được thể hiện không chỉ trong những lời đối thoại, độc thoại của nhân vật, mà còn được thể hiện ngay trong cái lời trần thuật. Ngoài ra, truyện còn hấp dẫn người đọc bởi những chi tiết chọn lọc, vừa cụ thể vừa giàu ý nghĩa, gây ấn tượng mạnh đối với người đọc, như chi tiết cuốn sổ gia đình hay là chi tiết chị em Chiến khiêng bàn thờ sang gửi nhà chú Năm. Như vậy, các em đã đi vào tìm hiểu thế giới nghệ thuật của tác phẩm. Sau đây, cô sẽ có một số bài tập giúp cho các em củng cố kiến thức đã học. Câu thứ nhất, dòng nào sau đây không phải là đặc sắc nghệ thuật của những đứa con trong gia đình? A. Nghệ thuật trần thuật đặc sắc. B. Khắc họa tính cách và miêu tả tâm lý sắc sảo. C. Giọng điệu chiêm nghiệm, triết lý. D. Ngôn ngữ phong phú, góc cạnh, đậm chất Nam Bộ. Đáp án ở đây là C. Câu số 2. Theo tác giả, những đứa con trong gia đình, điều gì đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ? A. Sự gắn bó sâu nặng giữa tình cảm gia đình với tình yêu nước, giữa truyền thống gia đình với truyền thống dân tộc. B. Sự hòa hợp giữa cá nhân và cộng đồng, giữa cái riêng và cái chung. C. Sự gắn bó sâu nặng giữa tình yêu quê hương và tình yêu đất nước. D. Sự gắn bó sâu nặng giữa tình yêu lứa đôi và tình yêu đất nước. Đáp án ở đây là A. Bài tập số 3. Chi tiết chị em Việt khiêng bàn thờ má gửi sang nhà chú Năm trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình có ý nghĩa gì? Các em thân mến, đọc truyện Những đứa con trong gia đình, hẳn ai cũng sẽ cảm thấy xúc động trong đoạn văn miêu tả cảnh chị em Chiến khiêng bàn thờ má sang gửi nhà chú Năm. Đây là một chi tiết có tính tiểu thuyết, cô đọng, dồn nén và mang nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất chúng ta có thể thấy đó là chi tiết này đã tạo cái không khí thiêng liêng, biến Việt thành người lớn. Lần đầu tiên, Việt thấy rõ lòng mình, Việt thấy thương chị Chiến, cảm thấy mối thù của thằng Mỹ đang đè nặng ở trên vai. Chi tiết này còn thể hiện sự trưởng thành của hai chị em, Việt và Chiến, có thể gánh vác và viết tiếp dòng sông truyền thống của gia đình. Sau đây, cô có hai bài tập để các em có thể thực hành ở nhà. Bài tập số 1, phân tích khuynh hướng sử thi của hai tác phẩm Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi và Rừng Xà Nu của Nguyễn Trọng Thành. Bài tập số 2, qua truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi, anh chị nghĩ gì về vai trò và trách nhiệm của mình đối với gia đình, đối với đất nước hôm nay? Các em thân mến, Đại Thi Hào Goethe đã từng nói, dù là vua chúa hay dân cày, kẻ nào tìm thấy sự bình an trong gia đình, kẻ ấy là người sung sướng nhất. Cô hy vọng qua bài học hôm nay, các em sẽ hiểu được vai trò to lớn của gia đình đối với cuộc sống của mỗi người và các em sẽ trân quý tình cảm gia đình mà các em đang có. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của các em.
tạm biệt và chúc các em có những giờ học thật bổ ích trên sóng truyền hình.